khi dân số Seattle tăng thì sự ghi danh cũng tăng ở trường công lập Seattle. Chúng tôi chào đón tất cả học sinh và có hơn 100 trường ở trong toàn thành phố. Đa số các trường là trường dành cho học sinh trong vùng với học sinh theo học dựa theo địa chỉ của họ. Mỗi trường dành cho học sinh trong vùng có ranh giới và học sinh thuộc ranh giới sẽ theo học tại trường học đó. Khi có thêm học sinh ghi danh ở khu học chánh, một số trường sẽ có nhiều học sinh sống trong vùng hơn là sức chứa của trường. Khi trường có nhiều học sinh hơn sức chứa của trường, thì trường sẽ được coi là quá tải, over capacity. Trường quá tải không cung cấp được môi trường học tập tốt, vì vậy cần phải thay đổi. Khi có trường mới được xây hoặc trường được mở rộng hơn thì ranh giới của trường sẽ thay đổi. Ranh giới của trường cũng thay đổi khi có một trường có đông học sinh và trường khác thì còn chỗ trống. Khu học chánh tuân thủ một quá trình nhất định khi xem xét việc thay đổi ranh giới và sự thay đổi được thiết lập để cân bằng sự ghi danh dựa vào sự ghi danh hiện tại và tương lai. Dữ liệu như dữ liệu về nhà cửa, sự ghi danh và sự dự đoán về tăng trưởng dân số được xem xét và có sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo trường. Những thông tin này được sử dụng để chia sẻ ranh giới mới. Kế tiếp, chúng tôi liên lạc cộng đồng để chia sẻ ranh giới mới và trưng cầu ý kiến. Sự liên lạc này xảy ra trong các dịp open house hoặc cộng đồng hoặc cuộc khảo sát. Gia đình cũng gửi ý kiến qua email. Ý kiến cộng đồng được xem xét cùng với các dữ liệu được cập nhật để sửa đổi ranh giới. Ranh giới được sửa đổi và tóm tắt ý kiến của cộng đồng sẽ được gửi đến Hội đồng Giáo dục Seattle để xem xét. Hội đồng Giáo dục xem xét và đưa ra quyết định bằng cách cho phiếu. Khi quá trình hoàn tất, sự thay đổi ranh giới được chấp thuận sẽ có hiệu lực ở trong năm học kế tiếp. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của khu học chánh.